Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, để tiếp theo bài viêm phổi cộng đồng của thầy Dũng thì tôi sẽ trình bày với các quý vị đồng nghiệp về bệnh tiếp theo trong viêm phổi, đấy là viêm phổi mắc phải tại bệnh viện. Phần trình bày của tôi sẽ gồm có 4 phần, đó là đại cương, tác nhân gây viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy, chẩn đoán, điều trị và kết luận. Thế thì như chúng ta đã biết thì là viêm phổi mắc phải cộng đồng và viêm phổi thở máy là nguyên nhân chính gây tử vong và làm cho cái tỷ lệ bệnh tật của cái viêm phổi nó tăng lên rất là nhiều, mặc dù đã có rất nhiều những tiến bộ trong y học, trong phòng ngừa cũng như là điều trị. Theo ADSA và ATS năm 2016 thì người ta định nghĩa là viêm phổi mắc phải tại bệnh viện, tức là những trường hợp mà viêm phổi xảy ra sau 48 giờ bệnh nhân nhập viện và không phải là cái nhiễm trùng mà nó khởi phát từ khi bệnh nhân vào viện. Và viêm phổi thở máy là gì? Là viêm phổi xảy ra sau 48 tiếng sau khi bệnh nhân đặt nội khí quản. Trước đây thì người ta theo cái định nghĩa của cũng IDSA năm 2005 thì người ta đưa cái viêm phổi mà có liên quan đến chăm sóc y tế vào viêm phổi bệnh viện. Nhưng mà người ta thấy là với cái phân loại này mà cho vào viêm phổi bệnh viện dẫn đến cái tình trạng là sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi và dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh và lạm dụng kháng sinh rất là nhiều, cho nên từ năm 2016 người ta không đưa cái viêm phổi mà liên quan đến chăm sóc y tế vào trong viêm phổi bệnh viện nữa. Trong cái viêm phổi nói chung và đặc biệt là viêm phổi bệnh viện thì cái vấn đề kháng thuốc là rất là quan trọng và người ta đưa ra 3 cái định nghĩa là đa kháng thuốc, siêu kháng thuốc và toàn kháng. Vậy thì đa kháng thuốc là gì? Tức là bệnh nhân mà bị kháng với ít nhất một thuốc trong 3 nhóm thuốc. Thứ hai nữa là siêu kháng thuốc, tức là gì? Là không nhạy cảm với rất nhiều thuốc nhưng mà còn nhạy được với 2 nhóm thuốc. Và toàn kháng, tức là gì? Là không còn nhạy cảm với nhóm thuốc nào cả. Và người ta thấy là viêm phổi mắc phải tại bệnh viện là một cái nhiễm trùng của bệnh viện ấy, là hay gặp nhất, vì chúng ta biết là nhiễm trùng bệnh viện có rất nhiều thứ đúng không ạ, của đường tiêu hóa, đường tiết niệu rất nhiều, nhưng mà viêm phổi là cái cơ quan mà gây nhiễm trùng bệnh viện phổ biến nhất. Và viêm phổi mắc phải bệnh viện là hay xảy ra các bệnh nhân không thở máy, tức là trong tất cả những cái bệnh nhân mà bị viêm phổi mắc phải tại bệnh viện ấy, thì là chủ yếu là nhóm không thở máy, nhưng mà những cái bệnh nhân nào mà thở máy ấy, thì là cái nguy cơ mắc viêm phổi bệnh viện lại rất là cao. Và những cái trường hợp mà viêm phổi thở máy ấy, thì là thường có thời gian nằm viện lâu và điều trị rất là tốn kém. Về cái viêm phổi mắc phải tại bệnh viện thì người ta chia ra làm 2 nhóm khởi phát vì người ta thấy có sự cái tiên lượng khác nhau giữa 2 cái nhóm này. Những cái trường hợp nào mà thời gian khởi phát mà càng muộn thì là cái nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc càng cao. Và người ta thấy là cái nguyên nhân mà gây ra viêm phổi bệnh viện ở nhóm thở máy và không thở máy thì tương tự như nhau, nhưng chỉ hơi khác một chút, tức là ở cái nhóm mà không thở máy ấy, thì hay gặp phế cầu hơn. Và người ta lấy cái mốc mà để chia ra là cái thời gian mà nhiễm viêm phổi bệnh viện nặng, tiên lượng xấu hay là tiên lượng tốt hơn, đấy là 4 ngày. Và người ta thấy những cái nhóm mà viêm phổi bệnh viện khởi phát sớm thì là cái vi khuẩn nó giống như là cái viêm phổi, những cái vi khuẩn mà gây ra viêm phổi cộng đồng, và tiên lượng thì là tốt hơn. Còn những cái trường hợp mà viêm phổi bệnh viện mà xảy ra 5 ngày sau khi nhập viện ấy, thì thường là hay gặp đa nhiễm, tức là nhiễm nhiều loại vi khuẩn cùng một lúc, rồi là tiên lượng xấu vì hay gặp vi khuẩn kháng thuốc. Và chúng ta cũng phải hết sức lưu ý, đấy là gặp do virus và do nấm, đặc biệt là trên những cái cơ địa mà suy giảm miễn dịch, mà chúng ta thấy là bây giờ những bệnh nhân suy giảm miễn dịch rất là nhiều đúng không ạ? Bệnh nhân HIV, bệnh nhân bị các bệnh máu, rồi là bệnh nhân điều trị ung thư. Đây là những cái tác nhân vi khuẩn chính gây ra viêm phổi mắc phải bệnh viện cũng như là bệnh nhân thở máy, thì cũng tương tự như nhau ở các nước trong châu Á. Đấy là những cái vi khuẩn như là trừ khuẩn mù xanh, Klebsiella hay là Acinetobacter baumannii hay là tụ cầu vàng. Và cái tỷ lệ của các tác nhân gây viêm phổi mắc phải bệnh viện và vi khuẩn thở máy thì vẫn hay gặp nhất, đấy là tụ cầu vàng, trừ khuẩn mù xanh và Klebsiella. Và người ta thấy là có cái xu hướng là tăng phế cầu mà kháng đề kháng nhiều nhóm kháng sinh. Và cái tần suất mà tụ cầu vàng kháng meticillin, cái màu xám xám này hoặc là màu đỏ là những cái tỷ lệ mà kháng cao của vì đề kháng cao của tụ cầu vàng, chúng ta thấy trên thế giới là màu đỏ và màu xám xám này rất là nhiều.
Và người ta thấy có tình trạng bây giờ là trực khuẩn mủ xanh cũng như là Acinobacter bovani kháng Papaven cái tỷ lệ rất là cao mà nó cũng tăng theo thời gian. Và ở Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam thì cũng như là trên thế giới chúng ta thấy là cái tỷ lệ kháng Macrolide rất là nhiều. Và những cái bệnh nhân mà bị viêm phổi thở máy ở ICU thì là có tới 87% là những cái chủng phân lập được là kháng từ hai thuốc trở lên, và Acinobacter kháng nhiều thuốc là chiếm tới trên 90%. Và người ta thấy là cái mối liên quan giữa kết quả điều trị và cái tình trạng kháng thuốc thì người ta thấy là nếu mà thời gian điều trị mà càng dài thì là cái tỷ lệ sống sót thì nó lại càng càng thấp, cũng như là cái tình trạng mà kháng thuốc càng nhiều thì cái tỷ lệ tử vong càng cao. Vậy thì chúng ta thấy cái mức độ nguy hiểm của cái viêm phổi mắc phải bệnh viện cũng như là viêm phổi ở bệnh nhân thở máy nó như vậy. Vậy thì chúng ta phải làm sao mà có thể để chẩn đoán cũng như là điều trị cái bệnh này? Thế thì theo định nghĩa của IDSA 2016 thì người ta thấy là thế nào là những trường hợp mà viêm phổi ở bệnh viện? Đấy là những cái trường hợp mà nó có những cái thâm nhiễm phổi mới, có nguồn gốc là nhiễm trùng, kèm theo có sốt, rồi có ho đờm mủ, có tăng hoặc là giảm bạch cầu và có tình trạng suy hô hấp. Cái chẩn đoán viêm phổi bệnh viện cũng như là viêm phổi thở máy đôi khi khó khăn do là lâm sàng không đặc hiệu, đặc biệt đến bệnh nhân nặng, đúng không ạ? Chúng ta bệnh nhân thấy bệnh nhân cứ lơ mơ lúc nào cũng nằm, không khạc đờm ra được, thành thử ta cũng chẳng biết là đờm nó có thay đổi gì không. Rồi bệnh nhân sốt, những cái trường hợp mà nặng quá cũng không sốt được. Đấy, thế cho nên là nhiều khi lâm sàng không điển hình, cho nên là đôi khi là khó khăn trong chẩn đoán. Và người ta thấy là thế này, nếu chúng ta căn cứ vào thâm nhiễm trên X quang mới kết hợp với ít nhất 2 trong 3 các triệu chứng là có sốt này, có tăng hoặc giảm bạch cầu hoặc là đờm mủ thì cái khả năng mà bệnh nhân bị viêm phổi mắc phải bệnh viện là tới 69%. Và chúng ta cũng lưu ý là gì, nuôi cấy dịch tiết đường hô hấp có thể dương tính giả, cũng có thể âm tính giả, tức là khi bệnh nhân nuôi cấy dương tính như vậy không có nghĩa là cái vi khuẩn đấy là gây bệnh cho bệnh nhân, hoặc là âm tính giả là gì, là bệnh nhân có vi khuẩn nhưng mà chúng ta không tìm được. Chính vì vậy cho nên là cái lâm sàng là rất là quan trọng, chúng ta phải xem bệnh nhân đáp ứng lâm sàng như thế nào là cái quan trọng nhất. Hiện nay nó có những cái xét nghiệm mà để gọi là những cái xét nghiệm mà ở trong các dịch đường hô hấp như là hoặc nước tiểu hoặc là máu hoặc là trong dịch đường hô hấp để xét nghiệm những cái tìm những cái kháng nguyên của vi khuẩn để chẩn đoán bệnh. Thì người ta thấy là cái gì, cái phương pháp này có tác dụng gì, nó có ưu điểm là nó xác định nhanh được cái nguyên nhân, đặc biệt là những cái nhóm thuốc kháng thuốc để đưa cho các bác sĩ lâm sàng cái phương hướng để chúng ta lựa chọn kháng sinh, nhưng nó có nhược điểm là tính đặc hiệu không cao, tức là người ta có thể tìm thấy nhưng mà chưa chắc nó là cái con đấy gây bệnh. Và chúng tôi thấy thế này, ở những cái bệnh nhân mà bị viêm phổi ấy, thì là nó có rất nhiều, nó rất là đa dạng, có thể là rất là nhẹ, cũng rất có thể rất là nặng, tùy vào cái cơ địa bệnh nhân cũng là nơi bệnh nhân bị mắc bệnh. Như là đây một trường hợp mà nam 74 tuổi, bệnh nhân này là bị nhập viện ở viện sức khỏe tâm thần, tức là bệnh nhân bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Thế và bệnh nhân này vào viện 8 ngày thì bắt đầu xuất hiện là sốt, rồi là khó thở, rồi ho khạc đờm tăng lên. Đấy thì chụp phim thấy có cái tổn thương phổi như thế này, và bệnh nhân này cũng điều trị kháng sinh thích hợp và nhanh chóng được ra viện. Hay là một bệnh nhân khác, bệnh nhân này thì là 60 tuổi, ông này thì bệnh nhân này thì vào viện là để vì là có một cái nhập viện khoa nội tiết thôi, vì là ông có cái tổn thương, ông bị đái tháo đường và ông bị có tổn thương ở mô bào ở chân. Thế và sau khoảng 2 tuần điều trị ở khoa nội tiết thì bệnh nhân xuất hiện những cái tổn thương như thế này. Chúng ta thấy là một cái thí dụ rất điển hình về viêm phổi bệnh viện, đúng không ạ? Lúc mà khởi đầu thì bệnh nhân phổi hoàn toàn bình thường, nhưng mà theo thời gian bệnh nhân này kèm theo lâm sàng là bệnh nhân có sốt, rồi đau ngực, rồi khó thở. Và trên phim chúng ta thấy là có những cái diễn biến, có những cái tổn thương thâm nhiễm mới ở trên phổi. Đây là cái hình ảnh phim chụp cắt lớp vi tính lồng ngực của bệnh nhân. Và bệnh nhân này thì cũng không nặng lắm, sau một thời gian thì bệnh nhân cũng được ra viện. Và một cái trường hợp nữa cũng rất là khó, đấy là một bệnh nhân nam 78 tuổi, ông này tăng huyết áp. Sau đấy gần đây vài tháng thì ông ấy xuất hiện phù hai chân, rồi có biểu hiện của hội chứng cướp sinh. Thế và ông ấy được chẩn đoán là có u thượng thận và được đưa vào khoa ngoại của bệnh viện Bạch Mai để phẫu thuật cắt cái u thượng thận. Thế thì lúc vào thì ông ấy chỉ có phù là chính thôi, với da mỏng rồi biểu hiện của cướp sinh. Thế sau đấy sau 2 tuần ông ấy mổ thì bắt đầu xuất hiện những cái tổn thương như thế này. Đấy, và đây là trên cái phim chụp cắt lớp của bệnh nhân, và bệnh nhân này về sau diễn biến rất là nặng và bệnh nhân không qua được. Để chúng ta thấy là gì, là viêm phổi bệnh viện không có nghĩa tất cả các trường hợp đều nặng,
nó tùy thuộc vào cái nơi người ta nhiễm bệnh cũng như là cái tình trạng của bệnh nhân và cái điều trị ban đầu. Có bốn cái nguyên tắc chính khi chúng ta điều trị viêm phổi bệnh viện, đấy là gì? Đấy là điều trị đầy đủ kịp thời. Thứ hai nữa là chúng ta phải lưu ý những cái biến đổi chủng vi khuẩn giữa các vị trí nhiễm khuẩn. Giả sử như những trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm khuẩn ở ngoài da, chúng ta điều trị một kiểu đúng không ạ? Nhiễm trùng đường tiết niệu mà dẫn đến viêm phổi, chúng ta điều trị một kiểu. Rồi chúng ta tránh lạm dụng kháng sinh và phải phòng ngừa các yếu tố nguy cơ có thể xảy ra, như là thuốc nào nó cũng có tác dụng phụ đúng không ạ? Và tùy trên từng cơ địa mà chúng ta lựa chọn kháng sinh cho hợp lý. Những cái yếu tố để quyết định lựa chọn kháng sinh đấy là vị trí nhiễm trùng liên quan đến mầm bệnh, thứ hai nữa là thời gian nhập viện cũng như là tiền sử dùng kháng sinh, chủng vi khuẩn phổ biến trong cộng đồng, trong bệnh viện và các kiểu kháng thuốc của các chủng vi khuẩn. Với những cái trường hợp mà chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân bị viêm phổi mắc phải ở bệnh viện hoặc là trên bệnh nhân thở máy thì chúng ta cần phải lấy bệnh phẩm sớm để làm xét nghiệm, vì chúng ta biết là khi chúng ta điều trị kháng sinh rồi thì sẽ rất là khó mà để mọc được. Và cần phải điều trị rất là sớm, đặc biệt là khi bệnh nhân có sốc và có suy tạng. Và người ta thấy là nếu mà những cái trường hợp viêm phổi bệnh viện mà điều trị muộn và kháng sinh không hợp lý sẽ dẫn đến tăng tỷ lệ tử vong. Và điều trị kháng sinh phổ rộng kéo dài sẽ làm gia tăng tác dụng phụ của thuốc cũng như là tăng nhiễm trùng với lại những cái vi khuẩn kỵ khí. Và có một vấn đề đấy là chúng ta phải lưu ý điều trị cả những cái bệnh phối hợp, vì nhiều khi những cái bệnh phối hợp đấy làm cho cái bệnh cảnh của bệnh nhân nặng lên mà không phải là do cái nhiễm trùng, và bệnh nhân sẽ được dùng kháng sinh một cách quá mức. Đây là những cái nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng ở và tử vong ở những cái bệnh nhân mà viêm phổi mắc phải ở bệnh viện. Đấy là những cái trường hợp mà có yếu tố nguy cơ tăng về tỷ lệ tử vong, đó là những bệnh nhân phải thở máy, những bệnh nhân có biểu hiện sốc, những cái nguy cơ mà nhiễm trực khuẩn mù xanh mà kháng thuốc và các vi khuẩn gram âm và tụ cầu vàng kháng meticillin. Đấy là bệnh nhân truyền kháng sinh trong vòng 3 tháng gần đây, nguy cơ nhiễm trực khuẩn mù xanh kháng thuốc và vi khuẩn gram âm là những cái trường hợp có bệnh có cấu trúc phổi, như là bệnh nhân bị giãn phế quản này, hay là những cái bệnh nhân bị sơ phổi hay là sơ hóa kén. Những cái bệnh nhân mà xét nghiệm trước đây của bệnh phẩm đường hô hấp đã mọc ra trực khuẩn mù xanh hoặc là những cái vi khuẩn gram âm. Nguy cơ mà nhiễm tụ cầu vàng là những cái nơi mà người ta điều trị ở những cái nơi mà có cái tỷ lệ nhiễm tụ cầu vàng kháng thuốc kháng meticillin trên 20%, hoặc là ở những cái nơi mà không biết được là bao nhiêu thì chúng ta cũng coi như là có nguy cơ là nhiễm tụ cầu vàng kháng meticillin. Tại sao người ta phải chia ra những yếu tố nguy cơ này? Để chúng ta xem những cái bệnh nhân của chúng ta có những cái đạt những cái yếu tố nào trong đây không, để chúng ta lựa chọn kháng sinh cho hợp lý. Còn nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc ở bệnh nhân thở máy thì những cái nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc là gì? Là có sử dụng kháng sinh tĩnh mạch trong vòng 90 ngày, có thở máy mà có sốc nhiễm khuẩn, rồi là có ARDS, rồi là có thời gian nhập viện kéo dài, rồi có chạy thận cấp. Những cái trường hợp mà có nguy cơ mắc trực khuẩn mù xanh mà đa kháng và các vi khuẩn gram âm, đấy là điều trị ở những cái nơi mà có tỷ lệ mắc gram âm kháng ít nhất một thuốc trong trên 10%, và ở những cái nơi mà chúng ta không biết được là đấy nó có hay không. Và cái nguy cơ mắc tụ cầu vàng kháng meticillin cũng như là nguy cơ giống như là ở viêm phổi mắc phải tại bệnh viện. Đây là cái phác đồ điều trị viêm phổi mắc phải bệnh viện và thở máy theo kinh nghiệm của Hội Hô hấp châu Âu. Thì người ta chia ra là người ta dựa vào là cái nguy cơ tử vong cũng như là cái nguy cơ kháng thuốc để người ta chia ra là nguy cơ thấp hay nguy cơ cao. Những trường hợp có nguy cơ thấp thì người ta khuyến cáo là chúng ta sẽ sử dụng một loại kháng sinh thôi, như là eftapenem hay là nhóm cephalosporin hoặc là kidolon. Còn những cái trường hợp mà có nguy cơ tử vong cao và có cái nguy cơ kháng thuốc cao thì người ta sẽ chia ra làm hai nhóm, là nhóm có nhiễm có sốc và không có sốc. Và những cái nhóm mà không có sốc thì người ta sẽ khuyên sử dụng một nhóm có tác dụng với lại vi khuẩn gram âm và kết hợp với một thuốc có tác dụng trên tụ cầu vàng kháng meticillin. Còn nhóm có sốc thì người ta khuyên là sẽ dùng hai thuốc có tác dụng trên với lại trực khuẩn mù xanh kết hợp với lại một thuốc mà có tác dụng trên tụ cầu vàng kháng meticillin. Còn theo hướng dẫn của IDSA 2016 thì người ta chia ra là trường hợp mà viêm phổi bệnh viện mà không có nguy cơ nhiễm kháng thuốc thì người ta sẽ sử dụng các thuốc như thế này: piperacillin, tazobactam hoặc là cefepime hoặc levofloxacin hoặc là imipenem và meronem. Nhưng người ta khuyên là những cái này là chúng ta cân nhắc sử dụng để chúng ta còn có sử dụng cho những cái trường hợp khác nặng hơn. Những cái trường hợp mà viêm phổi thở máy mà có nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc thì người ta khuyên sẽ sử dụng 3 loại kháng sinh.
gồm có hai loại kháng sinh có tác dụng với lại trừ khuẩn mủ xanh và một loại kháng sinh thì có tác dụng với lại tụ cầu vàng kháng meticillin. Thế thì nó gồm có những kháng sinh sau. Thứ nhất là một kháng sinh trong các thuốc này như là piperacillin kết hợp với tazobactam, cefepime, ceftazidime, imipenem, meronem hoặc là acheonam kết hợp với lại một kháng sinh là nhóm aminosid hoặc là một kháng sinh nhóm kinolon hoặc là một kháng sinh nhóm polymycin hoặc là acheonam và kết hợp với một kháng sinh của có tác dụng với lại tụ cầu vàng kháng meticillin đấy là lysolid hoặc là vancomycin. Và người ta khuyên những cái trường hợp nào mà chúng ta không có bằng chứng viêm phổi mắc phải bệnh viện kháng thuốc nhưng mà ở bệnh nhân được điều trị ở những cái bệnh viện có nguy cơ mà nhiễm vi khuẩn gram âm kháng thuốc thì người ta khuyên là sử dụng hai thuốc kháng sinh phủ gram âm hoặc là ở khu vực bệnh viện có nguy cơ nhiễm tụ cầu vàng mà kháng meticillin thì người ta khuyên là sử dụng một thuốc có tác dụng với lại trừ khuẩn mủ xanh và một thuốc có tác dụng với tụ cầu vàng kháng meticillin. Phần tiếp theo là cái phần điều trị viêm phổi mắc phải tại bệnh viện theo hướng dẫn của IDSA 2016. Cái phần trước là tôi trao đổi với các bạn là về những bệnh nhân mà thở máy, viêm phổi thở máy. Còn tiếp theo đây là viêm phổi cộng đồng, viêm phổi mắc phải bệnh viện nói chung. Thì người ta thấy là cái phác đồ sẽ tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ. Nhưng mà những cái trường hợp mà viêm phổi mắc phải bệnh viện ở ICU, không ở ICU thì thường nhẹ hơn là so với những cái trường hợp mà viêm phổi ở thở máy. Và cái hậu quả của điều trị kháng sinh không phù hợp ban đầu thì ít rõ rệt hơn so với lại ở những bệnh nhân thở máy. Và người ta thấy là không nhất thiết phải phối hợp nhiều kháng sinh như là ở những cái trường hợp mà viêm phổi thở máy. Người ta khuyên như thế này, những cái trường hợp mà không có nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc và không có nguy cơ tử vong thì người ta khuyên là chỉ sử dụng một thuốc có tác dụng với cả trừ khuẩn mủ xanh và tụ cầu vàng không kháng thuốc như là piperacillin, tazobactam hoặc là cefepime hoặc là levofloxacin. Những cái trường hợp mà có nguy cơ nhiễm vi khuẩn gram âm mà kháng thuốc và tụ cầu vàng kháng meticillin hoặc là có nguy cơ tử vong cao thì người ta khuyên là sử dụng hai thuốc kháng tụ cầu trừ khuẩn mủ xanh và một nhóm kháng tụ cầu vàng mà kháng meticillin. Còn những cái trường hợp mà chỉ nhiễm vi khuẩn gram âm kháng thuốc không thôi thì sử dụng chỉ hai nhóm thuốc mà có tác dụng với lại trừ khuẩn mủ xanh. Còn những cái trường hợp mà có nguy cơ chỉ nhiễm cái tụ cầu vàng mà kháng meticillin thì người ta khuyên là sử dụng một thuốc kháng trừ khuẩn mủ xanh và một thuốc kháng tụ cầu vàng. Và người ta khuyên là những cái trường hợp mà bị viêm phổi mắc phải ở bệnh viện và bệnh nhân thở máy thì chúng ta sẽ theo dõi như thế nào? Chúng ta sẽ theo dõi cái ban đầu, cái đáp ứng điều trị ban đầu. Và nếu mà bệnh nhân mà có được kháng sinh đồ thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại kháng sinh theo kháng sinh đồ. Những cái trường hợp mà bệnh nhân đáp ứng tốt thì chúng ta có thể và nuôi cấy thì âm tính thì chúng ta có thể ngừng thuốc tiêm truyền, ngừng các thuốc mà tác dụng trên vi khuẩn gram âm và những cái thuốc tác dụng trên tụ cầu vàng. Những cái trường hợp mà không cải thiện trong 72 tiếng tức là sau 3 ngày điều trị mà bệnh nhân vẫn không thấy có tác dụng gì cả thì chúng ta phải xem là bệnh nhân này có các biến chứng hay không, như là bệnh nhân này viêm phổi xong chuyển sang mủ màng phổi hoặc áp xe phổi hay không. Để chúng ta giải phóng những cái ổ mủ đấy thì mới có thì mới điều trị nó mới hiệu quả được. Rồi chúng ta phải xem là bệnh nhân này có nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc hay không, và lúc đấy chúng ta sẽ phải cấy lại vi khuẩn, rồi là chúng ta thay đổi kháng sinh theo cái hướng là vi khuẩn kháng thuốc. Hạ bậc điều trị để hạn chế cái việc lạm dụng kháng sinh cũng như tác dụng phụ của kháng sinh và cái kháng thuốc thì người ta khuyên là chúng ta nên áp dụng hạ bậc điều trị trong điều trị viêm phổi nói chung chứ không phải chỉ mỗi viêm phổi mắc phải bệnh viện cũng như là viêm phổi ở bệnh nhân thở máy. Thì chúng ta sẽ hạ bậc như thế nào? Khi mà bệnh nhân ổn định về huyết động và cải thiện lâm sàng dung nạp thuốc tốt thì chúng ta có thể chuyển sang đường uống. Và nếu mà chúng ta xác định được cái vi khuẩn mà gây viêm phổi đấy là gì thì chúng ta sẽ lựa chọn kháng sinh uống theo kháng sinh đồ. Còn nếu không xác định được vi khuẩn thì chúng ta sẽ chuyển sang kháng sinh uống mà có phổ tương tự như là kháng sinh đường tĩnh mạch. Thời gian điều trị là bao nhiêu? Thì người ta khuyên là tất nhiên là cái thời gian chính xác là bao nhiêu thì nó phải tùy thuộc mỗi bệnh nhân, nhưng người ta khuyên là trong vòng khoảng 7 ngày. Với những cái trường hợp đặc biệt như là những trường nặng này, bệnh nhân có nhiễm khuẩn huyết này, bệnh nhân suy giảm miễn dịch này, có áp xe hoặc là có mủ màng phổi thì chúng ta phải điều trị lâu hơn. Chúng ta biết là những trường hợp áp xe phổi và mủ màng phổi thì chúng ta sẽ phải điều trị từ 6 đến 8 tuần, 4 đến 8 tuần kháng sinh.
Đây là những cái thuốc, những cái bảng này tôi giới thiệu với các bạn để chúng ta nắm được là những cái thuốc mà chúng ta sử dụng như thế nào. Giả sử như là những cái thuốc mà có tác dụng với lại tụ cầu vàng mà kháng meticillin, rồi những cái thuốc mà có tác dụng trên những cái vi khuẩn gram âm mà có tác dụng với lại pseudomonas. Để nâng cao hiệu quả điều trị thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Tất nhiên là chúng ta phải phát hiện sớm, điều trị phù hợp, và cái rất quan trọng đấy là phải tối ưu hóa điều trị dựa trên PK/PD của thuốc. Và chúng ta thấy là gì? Dựa vào thuốc, chúng ta biết rồi là thuốc chúng ta phải dựa vào thuốc này tác dụng nồng độ hay là theo thời gian để chúng ta sử dụng thuốc hợp lý, chứ không máy móc là ngày nào cũng thuốc gì cũng chia làm hai sáng chiều. Và bây giờ chúng ta đã cải thiện được việc đó rất là nhiều. Thế và người ta xem là cái phổ kháng khuẩn tối ưu của quinolone như thế nào, thì người ta thấy là có ba cái thuốc mà quinolone có tác dụng với hô hấp, đấy là moxifloxacin, levofloxacin và ciprofloxacin. Thì tùy với các loại vi khuẩn khác nhau mà nó có các phổ kháng khuẩn khác nhau. Giả sử như là với phế cầu, với Haemophilus influenzae hoặc là Catalaris, thì người ta thấy là phổ kháng khuẩn của moxifloxacin thì nó tương tự hoặc là nó tốt hơn so với lại các thuốc khác. Còn với những cái vi khuẩn gram âm như là trùng khuẩn mủ xanh hay là E. coli hay là Klebsiella pneumoniae thì ciprofloxacin thì có tác dụng tốt hơn là các quinolone hô hấp khác. Và người ta thấy là có một vấn đề nữa chúng ta cần lưu ý, đấy là nồng độ ngăn ngừa đột biến. Tức là gì? Những cái kháng sinh mà có cái nồng độ ngăn ngừa đột biến thấp thì sẽ giúp là giảm cái tình trạng kháng thuốc. Những cái người ta thấy là có những cái kháng sinh có mic thấp chưa chắc đã là có cái nồng độ ngăn ngừa đột biến thấp. Và đây người ta thấy là ciprobay thì là có cái nồng độ ngăn ngừa đột biến gây kháng thuốc thấp hơn so với lại levofloxacin trên một số chủng vi khuẩn như là E. coli, như là Klebsiella hay là những cái vi khuẩn đường ruột và trùng khuẩn mủ xanh. Và người ta thấy là đề kháng kháng sinh với quinolone trên trùng khuẩn mủ xanh liên quan đến cái việc sử dụng levofloxacin chứ không liên quan đến sử dụng ciprobay. Và đây là người ta qua những cái nghiên cứu thì người ta thấy là cái sự khác biệt về cái khi chúng ta sử dụng, trước đây có tiền sử sử dụng levofloxacin, nó gây nên cái tình trạng kháng thuốc sau này là có ý nghĩa thống kê so với lại sử dụng ciprofloxacin. Và người ta khuyên là nên sử dụng hàng chính hãng để giảm bớt cái tình trạng kháng thuốc. Để kết luận cho bài này thì tôi muốn tóm tắt lại là chúng ta khi mà bệnh nhân bị viêm phổi mắc phải cộng đồng cũng như viêm phổi mắc phải bệnh viện cũng như là viêm phổi ở bệnh nhân thở máy, thì chúng ta lựa chọn kháng sinh chúng ta sẽ dựa vào tiền sử dùng thuốc của bệnh nhân, mô hình vi khuẩn cũng như là tình trạng kháng thuốc của bệnh viện, rồi bệnh nền của bệnh nhân, rồi mức độ nặng, rồi là các xét nghiệm vi sinh trước đó để chúng ta tham khảo, chúng ta lựa chọn kháng sinh hợp lý. Và chúng ta phải lựa chọn kháng sinh dựa theo PK/PD, chúng ta chỉ định sử dụng thuốc cho nó đúng. Và người ta khuyên là truyền kháng sinh nhóm beta lactam nên truyền kéo dài, vì cái đấy là thuốc kháng sinh phụ thuộc thời gian. Cho nên là chúng ta mà điều trị càng kéo dài thì là càng hiệu quả. Rồi chúng ta nên áp dụng cái hạ bậc để giảm bớt cái tình trạng lạm dụng kháng sinh cũng như là tỷ lệ kháng thuốc cho bệnh nhân. Và thời gian điều trị trung bình là từ 7 đến 10 ngày, có thể ngắn hơn hoặc dài hơn tùy cái đáp ứng thuốc của bệnh nhân cũng như là cái tình trạng bệnh. Nếu như bệnh nhân có những cái biến chứng hoặc là nhiễm trùng khuẩn mủ xanh thì chúng ta sẽ điều trị kéo dài hơn. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các quý vị đại biểu.